Chào các em, cô là Thủy Hạnh của trường Tiếng Trung Lạc Lạc. Chúng ta sẽ sang tập tiếp theo về vận mẫu của tiếng Trung. Hôm trước chúng ta đã học được khá khá rồi đó. Chuẩn bị đến những nhóm vận mẫu cuối cùng rồi. Cố lên nha. Hôm nay chúng ta sẽ học về các vận mẫu bắt đầu bằng Y. Nó phát âm chúng ta sẽ chú ý là chuyển hàm nhé. Hàm dưới thì nhô ra, hàm trên thì kéo về như thế này này. Ông là mối mềm mại và hai hàm răng phải tách nhau ra nhé. Nào theo cô nào. Y, ya, ye, yo, yo, yan, yin, yang, yong, yong. Khi phát âm chính là y cùng với cái đằng sau, phần đằng sau nó đọc nhanh thôi nhé. Giả sử như y với ya, a mình sẽ là y với a đọc nhanh sẽ là ya, y a ya. Y với ư nhưng mình sẽ đọc là ye, ye. Hay là y với au sẽ là yo, đọc nhanh lên thôi. Chúng ta sẽ có những chú ý là nhớ là chuyển hàm hàm dưới, nhô ra hàm trên kéo về, hai hàm răng tách nhau. Và có một số âm, một số vần đặc biệt cô có đánh dấu ngoặc đơn. Tức là nếu đứng một mình thì nó có cái phần ở giữa, nhưng nếu đằng trước nó có thanh mẫu thì mình phải bỏ đi. Khi nhìn nó không có phần ở giữa như lúc đọc mình vẫn phải đọc. Giả sử như i, o, u, nếu như đứng một mình sẽ đọc là yo vì nó có o ở giữa. Nhưng nếu như đằng trước nó có chữ chi chẳng hạn, người ta sẽ bỏ o đi. Như mình đọc là chiu nhá. Người Việt rất dễ đọc là chiu, mình phải đọc là chiu. Hay vận mẫu yin cũng là vận mẫu quan trọng. Yin, yong, yong cũng là vận mẫu quan trọng. Và vận mẫu quan trọng cuối cùng là yong. Nhớ nhá, luồn hơi đi sang hai bên má, mí môi ở cuối phát âm. Yung. Bài hôm nay hơi khó một chút, chúng mình sẽ chịu khó luyện tập nha. Hẹn gặp lại các em vào tập tiếp theo. Đã ai còn chưa đăng ký kênh YouTube thì nhanh lên nhé. Chào chia.